Với chủ đề đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển ngoại thương năm 2024, hội nghị do Ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ ở nước ngoài tháng 1 năm 2024 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại diện đến từ các cơ quan thuộc Bộ Công Thương, các thương vụ, chi nhánh thương vụ Việt Nam, Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài, Sở Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp. Theo dự báo của các chuyên gia và tổ chức kinh tế quốc tế, năm 2024, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, triển vọng tăng trưởng kinh tế, thương mại đầu tư không đồng đều, rủi ro gia tăng. Để tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, Cục xúc tiến thương mại tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới, đa dạng, tận dụng FTA, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại quy mô tầm cỡ quốc tế và khu vực gắn với hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, tận dụng triệt để sự hỗ trợ của các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế. Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp chủ động sáng tạo trong công tác phát triển thị trường cho sản phẩm địa phương, ngành hàng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác đa dạng các thị trường xuất khẩu cũng như nhập khẩu, phục vụ phát triển sản xuất. Các thương vụ tập trung lan tỏa các sự kiện xúc tiến thương mại lớn như Expo 2024 lần thứ 33, Food Expo, hội chợ triển lãm OCOP, hội chợ quốc tế chuỗi cung ứng các sản phẩm công nghiệp, các hội nghị xúc tiến thương mại tại 6 vùng kinh tế do Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức.